quý vị và các bạn, nếu như ngày trước muốn tán tỉnh và làm quen với những cô gái thì các chàng trai của chúng ta sẽ phải dùng đến nhà lầu, xe hơi, thậm chí là phải dùng đến xe mẹt, trở đi một vòng hồ Tây nhún nhảy. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như tất cả những lời tán tỉnh trên đều mờ nhạt trước lời tỏ tình như thế này. Yêu anh đi, nhà anh có máy phát điện, mất là bật, mất là bật, Thời gian này thì người ta vẫn hay nói với nhau những câu chuyện về điện. Vậy lý do gì mà khiến những chiếc máy phát điện trong câu chuyện trên lại trở nên đáng giá như vậy? Chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này trong mục tiêu điểm tuần. Trước đó thì hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin sẽ có trong ngày hôm nay. Mối liên hệ bất ngờ giữa ông lớn kinh doanh lốp xe với bảng xếp hạng ẩm thực uy tín trên thế giới. Bí quyết sống lâu của người dân ngôi làng có tỷ lệ sống thọ cao nhất thế giới. Thông báo có con trước khi cưới đang ngày càng phổ biến trong làng giải trí Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Michelin là danh hiệu mà bất kỳ ai trong ngành ẩm thực đều muốn đạt được. Đáng giá là thế, nhưng ít người biết rằng ngôi sao ẩm thực này lại là đứa con tinh thần của một tập đoàn không hề liên quan, lốp xe Michelin. Được thành lập tại Pháp vào năm 1889 bởi hai anh em nhà Michelin, hãng lốp xe non trẻ nhanh chóng đối mặt với nhiều thử thách sống còn khi lái xe vẫn được coi là một hoạt động xa xỉ và nhu cầu mua lốp xe cực kỳ thấp. Điều đó thúc giục hai anh em Michelin nghĩ ra cách để khuyến khích mọi người ra ngoài di chuyển thường xuyên để bán được nhiều lốp xe Michelin hơn. Michelin được đánh giá là một phi vụ điên rồ vào thời điểm đó vì cả nước Pháp chỉ có hơn 2.200 xe hơi đang hoạt động và hầu hết cửa hàng bách hóa trong khu vực đều có bán xăng, khiến người dân Pháp gần như chẳng có nhu cầu di chuyển bằng xe hơi. Cẩm năng Michelin là không chỉ liệt kê những địa điểm tham quan, những nhà hàng ăn uống hấp dẫn, bộ sách đầu tiên còn cung cấp những thông tin vô cùng thiết thực cho chủ sở hữu xe, bao gồm hướng dẫn sửa chữa, cách thay lốp xe và danh sách các trạm xăng trong khu vực. Chỉ một năm sau khi thành lập, 35.000 bộ cẩm nang Michelin được xuất bản và phân phối khắp cả nước. Với những thông tin hữu ích và là sản phẩm duy nhất trên thị trường, cẩm nang Michelin nhanh chóng trở thành quyển sách gối đầu giường cho những khách hàng thường xuyên di chuyển. Từ đây, họ nảy ra ý tưởng xuất bản cuốn sách hướng dẫn dành riêng cho những người lái xe đi du lịch. Cuốn sổ tay cung cấp thông tin cần thiết cho những chuyến hành trình qua vùng nông thôn nước Pháp, bao gồm các thông tin như bản đồ, danh sách khách sạn, nhà hàng, trạm xăng và một số địa điểm tham quan cùng lời khuyên du lịch hữu ích, dần dần Khách du lịch coi đây như là một vật bất ly thân của người dân khi đi du lịch tại châu Âu. Lý do chính khiến người lái xe tiếp tục mua sách là vì tò mò với danh sách nhà hàng và những địa điểm ẩm thực khác. Chính vì vậy mà anh em nhà Michelin cũng chuyển hướng tập trung khai thác chủ đề ẩm thực trong các ấn bản sau. Ngay lập tức, Michelin đã tuyển dụng các nhà phê bình ẩm thực và đánh giá nhà hàng trên khắp lục địa. Họ là người có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật ẩm thực. Những thanh tra này sẽ dành hàng tháng trời để tìm kiếm những món ăn chất lượng nhất, đánh giá chúng trên các tiêu chí khắt khe và xác định xem nhà hàng có đáng để đưa vào cẩm nang hướng dẫn hay không. Ban đầu cẩm nang được tặng miễn phí, nhưng khi công ty ngày một phát triển, họ đã bắt bán cuốn sách này với giá 7 francs nhưng mục đích chính vẫn là để xây dựng thương hiệu. Mãi đến năm 1926 Michelin bắt đầu tặng sao cho những cơ sở ăn uống cao cấp, những địa điểm được nhận xét có chất lượng tốt nhất luôn nhận một ngôi sao. Đến năm 1951, hệ thống ba sao chính thức được áp dụng cho nhiều nước châu Âu, nhưng số địa điểm đã được giảm đi đáng kể. Đến năm 2019 dù đã trở thành một giải thưởng mang tính toàn cầu, nhưng số nhà hàng đạt được ba sao Michelin vẫn chỉ là 133 trên toàn thế giới. Với sản lượng hơn 30 triệu quyển đã được bán ra, cẩm nang Michelin cũng lọt top những đầu sách bán chạy nhất mọi thời đại. Đầu tư vào một sản phẩm chẳng hề liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính Nhưng Michelin đã phải công nhận thành công mà cuốn cẩm năng này mang lại Chia sẻ với Business Insider, giám đốc đối ngoại của Michelin cho rằng Xét về mặt hình ảnh, danh hiệu ẩm thực kia đã ảnh hưởng tốt đến việc kinh doanh cho lốp xe Vì xét cho cùng, lốp xe hơi không phải là sản phẩm hấp dẫn đối với khách hàng Thưa quý vị, đảo Sardinia Ý có tỷ lệ người sống thọ cao nhất thế giới Tại hòn đảo này, cứ 2.000 đến 3.000 người, thì khoảng 6 người sống đến 100 tuổi Bên cạnh đó, số lượng nam giới trăm tuổi cũng nhiều hơn nữ giới. Chuyên gia nghiên cứu về các vùng xanh trường thọ của thế giới đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến cho những người dân tại Sardinia có thể sống lâu và khỏe mạnh. Những năm gần đây thói quen ăn uống của người dân Sardinia trở nên phong phú hơn, đó là kết quả của làn sóng người nhập cư mang phong cách nấu ăn của riêng mình tới hòn đảo. Tuy nhiên, một thành phần chính vẫn luôn tồn tại trong ẩm thực Sardinia đó là rượu vang với hàm lượng chất chống oxy hóa cao đặc biệt. Các chai rượu ủ từ vườn nho địa phương thậm chí không có nhãn, quán bar thường phục vụ chúng trong một chiếc ly thủy tinh cỡ trung bình. Nghiên cứu trước đó cho thấy uống một cốc rượu vang đỏ mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tim, thậm chí bệnh ung thư. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng sử dụng một lượng ít rượu vang vừa phải sẽ giúp giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu. Các thành phần rượu có thể làm giảm nguy cơ một số bệnh như đột quỵ, ung thư, đường tiêu hóa trên, ung thư phổi và gãy xương hồng. Tiếp theo, đó là món ăn của nông dân. Ẩm thực Sardinia được mô tả là món ăn của những người nông dân. Thức ăn chủ yếu là đậu, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Người dân cũng ngưa thích bánh mì và phô mai, chủ yếu là pecorino. Người Sardinia sẽ thường tiêu thụ những loại thực phẩm được trồng trên chính khu vườn của mình. Tuy nhiên, thức ăn chỉ chiếm 25% trong các yếu tố trường thọ ở Sardinia. Bí quyết quan trọng để người dân sống đến trăm tuổi là các bài tập luyện hàng ngày. Do địa hình dốc nhiều núi và lối sống đặc trưng của người chăn cừu, người dân ở Sardinia luôn ở trạng thái tập thể dục cường độ thấp và trung bình dù không có chủ đích. Bữa trưa là bữa ăn lớn nhất trong ngày. Người Sardinia dùng bữa trưa thịnh soạn với đầy đủ khai vị bữa chính và tráng miệng, ăn kèm salad, mì ống tự làm và phô mát pecorino. Dù làm việc bận rộn, người dân vẫn sẽ cố gắng về ăn trưa cùng với gia đình. Sau bữa ăn, họ ngủ trưa và quay trở lại giờ làm việc. Vào bữa tối, người Sardinia thường ăn ít và muộn hơn so với bình thường. Bữa sáng có nhiều đồ ngọt, ăn sớm. Điểm chung của các loại thực phẩm là sự đơn giản, kể cả trong các gia đình giàu có, bữa ăn cũng rất đơn giản. Chúng tôi không sử dụng nhiều nguyên liệu như những món ăn gốc của người Italy và chúng tôi ăn đồ ăn rất tươi, một người dân cho biết. Song Yong Ki, bác Shin Chen khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo kết hôn và có con gần như cùng một lúc. Chuyện yêu đương kết hôn của các ngôi sao luôn được công chúng quan tâm và bàn tán. Người hâm mộ luôn mong muốn các ngôi sao sẽ tập trung xây dựng sự nghiệp, sau đó mới từng bước hẹn hò và kết hôn để không làm tổn thương cảm xúc của fan. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc các ngôi sao thông báo mang thai và kết hôn cùng một lúc đang trở nên quen thuộc. Thay vì kết hôn rồi mới có con, nhiều diễn viên và ca sĩ đã lên trước bố mẹ từ trước đám cưới như Seo Yong Ki, Park Shin Hee, Chen, Bobby hay mới đây nhất chính là cặp đôi Um Hyung Kyung và Cha Si Won. Um Hyung Kyung đồng thời tiết lộ tin kết hôn và mang thai với nam diễn viên Cha Se Won. Cả hai bắt đầu hẹn hò khi hình thành mối quan hệ qua bộ phim truyền hình Người chồng thứ hai của đài MBC. Cả hai đã xây dựng được lòng tin qua mối quan hệ nghiêm túc và hiện đã đi đến kết quả là hôn nhân. Trong quá trình này, Um Hyung Kyung và Cha Se Won đang chuẩn bị trở thành cha mẹ vì một sự sống đáng quý đã đến với họ. Nhà trai đã nhập ngũ vào tháng 11 năm ngoái, hiện đang phục vụ tại ngũ. Vì vậy, cả hai dự định sẽ tổ chức hôn lễ sau khi Cha Se Won xuất ngũ. Park Shin Hye cũng đã tuyên bố kết hôn và mang thai trước hôn nhân. Cô và người chồng là bạn cùng lớp tại khoa sân khấu và điện ảnh Đại học Trung An và phát triển từ tiền bối và hậu bối thành một cặp đôi. Vào thời điểm đó, Park Shin Hye thận trọng cho biết vẫn còn sớm để nói nhưng một cuộc sống quý giá đã đến với chúng tôi trong quá trình chuẩn bị cho hôn nhân. Ngay cả sau khi lập gia đình, tôi sẽ cho bạn thấy những mặt tốt của bản thân. Dù vậy, không phải ngôi sao nào có con trước đám cưới cũng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Chance bị nhiều fan phản đối, thậm chí còn bị yêu cầu rời khỏi nhóm. Tuy nhiên vợ chồng Park Shin-hee và vợ chồng Seo Jong-ki lại nhận được nhiều lời chúc phúc và ủng hộ. Trong quá khứ thì việc mang thai trước hôn nhân là bị coi đáng xấu hổ ở Hàn Quốc. Ngày nay nhiều người nổi tiếng tự tin thông báo tin mừng. Điều này cho thấy rằng góc nhìn của công chúng đã dần thay đổi theo hướng cởi mở hơn. Quan trọng là mỗi người đều ý thức và có trách nhiệm với quyết định của mình thì hạnh phúc nào cũng đáng để ủng hộ. Thưa quý vị, bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tuổi đời hơn một thế kỷ, được đánh giá nằm ở vị trí thứ hai trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất trên thế giới do tạp chí kiến trúc Architecture Digest của Mỹ bình chọn. Đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng và thu hút nhiều du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tuổi đời hơn một thế kỷ, được đánh giá nằm ở vị trí thứ hai trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới do tạp chí kiến trúc Architecture Digest của Mỹ bình chọn. Đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng và thu hút nhiều du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Theo Architecture Digest, vẻ đẹp của một bưu điện thường nằm ở chức năng của nó là nơi kết nối mọi người dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, thiết kế bưu điện thường không được quan tâm như các công trình công cộng khác như cung điện hay tòa nhà quốc hội. Nhưng như thế không có nghĩa là không tồn tại những bưu điện có kiến trúc đẹp. Qua khảo sát trên thế giới, Architectural Digest đã tìm ra được 11 bưu điện có kiến trúc đẹp nhất, trong đó có bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách này. Với hình ảnh là một tòa nhà màu vàng cùng các khung cửa màu xanh nổi bật, bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như một trong những tòa nhà có kiến trúc đẹp nhất giữa lòng thành phố. Bưu điện của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ những năm 1886 đến 1891 bởi kiến trúc sư lừng danh Wilthef Arfien, người Pháp người nổi tiếng với việc thiết kế tháp Eiffel, tượng nữ thần tự do, đến năm 1891. Một trụ sở mới của bưu điện chính thức được khánh thành, nơi đây ghi lại dấu ấn của nền văn hóa Việt Pháp, đồng thời chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử. Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tuổi đời hơn một thế kỷ, được thiết kế tỉ mỉ với những chi tiết tinh xảo mang dấu ấn phương Tây kết hợp với những nét trang trí của phương Đông nhìn từ bên ngoài tòa nhà nổi bật với hệ thống cửa hình vòm đặc trưng điểm nhấn là chiếc đồng hồ ngay chính giữa cổng lớn làm nổi bật lên vẻ đẹp cổ điển hoài niệm cho nơi đây tham quan bên trong bưu điện bên cạnh kiến trúc hình vòm đặc trưng du khách sẽ bị thu hút bởi những mảng phù điêu với hoa văn đắp nổi công phu những tấm bản đồ lịch sử của thành phố được khắc họa tỉ mỉ và tinh tế hai bên lối vào là những hàng cột sắt màu xanh lá cây thẳng tắp và những chiếc ghế gỗ màu nâu sáng bóng Đặc biệt thiết kế hình máy vòm tạo cảm giác hoại cổ và rộng lớn cho du khách. Bưu điện vẫn giữ những hòm thư cổ, bốt điện thoại, các đồ lưu niệm như tem thư thời xưa. Với kiến trúc độc đáo và giá trị lịch sử, bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là địa điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính, nơi đây còn đặc biệt thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với điểm tuần của tạp chí Tiếp thị và Gia đình. Thưa quý vị, những ngày qua tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng và giảm cung cấp điện khẩn cấp khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Trong thời điểm này, các đồ dùng như quạt tích điện, máy phát điện trở nên đắt như tôm tươi, thậm chí là cháy hàng. Tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra ở nhiều nơi trong điều kiện thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm tới 38 đến 40 độ C, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm trẻ em được nghỉ hè, thường xuyên ở nhà nên việc mất điện gây ra nhiều phiền toái. Trước tình trạng này, nhiều gia đình tìm cách trốn nóng bằng cách đi du lịch, ra nhà nghỉ, tìm đến các siêu thị hay trung tâm thương mại. Tuy nhiên, để giải quyết tốt hơn bài toán mất điện, không ít gia đình đã mạnh tay chi tiền để mua máy phát điện, quạt tích điện thậm chí phải đến nhiều cửa hàng mới mua được vì cháy hàng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, máy phát điện, quạt tích điện bỗng nhiên trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Thậm chí nhiều người còn hài hước cho rằng muốn lấy được vợ thì trong nhà cần có máy phát điện. Tại Hà Nội, dù chẳng phải quảng cáo nhưng vẫn xảy ra tình trạng người dân xếp hàng dài trước cửa hàng điện máy để mua máy phát. Theo một chủ đại lý máy phát điện thì tùy vào công suất máy từ 2,3 đến 5,5 kVA, chạy bằng xăng hay bằng dầu mà giá cả sẽ khác. Thông thường, mỗi chiếc máy phát điện có giá dao động từ 8 đến 20 triệu đồng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc giá từ 15 đến 30 triệu đồng một máy. Trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần gõ dòng chữ máy phát điện hoặc quạt tích điện sẽ cho ra rất nhiều kết quả đối với những bài đăng chào bán khác nhau, đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá cả. Điều này cho thấy thị trường máy phát điện, quạt tích điện vẫn còn nóng sốt và được người dân quan tâm dù chẳng phải quảng cáo nhiều. Ngoài ra, Trước tình trạng mất điện luân phiên, mất điện kéo dài, chúng ta cần cảnh giác chiêu trò quảng cáo giao bán thiết bị tiết kiệm điện sai sự thật, đánh vào tâm lý của người dân lo mất điện thiếu điện. Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thiết bị điện được quảng cáo có khả năng tiết kiệm điện lên tới hàng chục triệu đồng mỗi năm. Tác dụng lớn nhưng chỉ có giá thành khoảng vài trăm ngàn đồng, lại được đổi một trong vòng 7 ngày và bảo hành lên tới 12 tháng. Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài quảng cáo về thiết bị tiết kiệm điện cam kết một tháng sử dụng sẽ giảm tới 40% tiền điện. Thậm chí một số sản phẩm còn được quảng cáo có khả năng chống sét lan truyền, giúp bảo đảm an toàn hệ thống điện của gia đình. Một trang fanpage có tên Trung tâm nghiên cứu tiết kiệm điện còn quảng cáo sẽ trợ giá 50% cho những ai muốn sở hữu sản phẩm này. Trung tâm quảng cáo này đã nghiên cứu nhiều giải pháp và đưa ra quyết định mang đến sản phẩm tiết kiệm điện đến mọi người. Thiết bị có công dụng tiết kiệm đến 43% điện năng tiêu thụ trong gia đình, tăng tuổi thọ cho các thiết bị điện, luôn ổn định dòng điện, an toàn tuyệt đối vì sản phẩm đã được kiểm định chất lượng. Cách dùng thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện như một cục sạc pin đa năng và tất cả hoạt động đều được máy tự động làm việc. Trang này quảng cáo. Ngay dưới bài đăng này, có rất nhiều bình luận quan tâm xin được tư vấn về sản phẩm. Tìm kiếm trên Google, chỉ trong 0,69 giây đã cho ra hơn 40.000 kết quả liên quan tới thiết bị tiết kiệm điện, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, công suất và nguồn gốc xuất xứ. Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn, rất nhiều người đã mua thiết bị này về nhà. Anh Phạm Hồng Tê ở Hà Đông, Hà Nội đã mua thiết bị tiết kiệm điện với giá 499.000 đồng. Cách sử dụng thiết bị này khá đơn giản, chỉ cần cắm vào nguồn điện là tự động có thể tiết kiệm điện. Tuy nhiên, kết quả lại khiến anh Tê thất vọng vì lượng điện tiêu thụ của anh vẫn tăng đều. Anh Tê nói thêm, bản thân đã thử nghiệm đun nước trước khi cắm thiết bị, công suất điện tiêu thụ là 1,9 kWh, nhưng sau khi cắm thiết bị thì công suất lại lên 2 kWh, như vậy có nghĩa là thiết bị chẳng những không tiết kiệm điện mà có khi lại còn hao tốn hơn. Tháo thiết bị này ra, anh Tê phát hiện bên trong là linh kiện rất đơn giản, chỉ có vài con tụ điện trở, diode với tác dụng chính là để phát sáng đèn LED trên thiết bị. Trước thông tin quảng cáo hấp dẫn về các thiết bị tiết kiệm điện, vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có những cảnh báo những sản phẩm trên đang có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng. Trên website chính thức, EVN thông báo các thiết bị không được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương hoặc các đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín chứng nhận hiệu quả. Sản phẩm thiết bị tiết kiệm điện bên trong chỉ có cầu trì, vài con điện trở, hai bóng đèn LED không hề có tác dụng như quảng cáo. EVN còn dẫn lời kỹ sư điện Nguyễn An, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Sửa chữa Điện tử Điện lạnh Đông Đô, Hà Nội. Theo đó, ông An cho biết, tất cả các thiết bị điện khi cắm vào nguồn điện và hoạt động đều tiêu thụ một lượng điện năng nhất định. Các thiết bị đấu vào mạch điện phía sau công tơ chỉ có thể cải thiện một phần công suất của thiết bị điện, làm giảm tổn thất điện năng của dây dẫn và giảm một phần hao phí. Tuy nhiên, không có thiết bị nào đấu nối sau công tơ làm giảm tới từ 30 đến 40% lượng điện năng tiêu thụ như quảng cáo do đó người dân cũng cần hết sức tỉnh táo nên kiểm chứng thông tin không mua các thiết bị điện để tránh tiền mất tật mang thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký Kênh để không bỏ lỡ những thông tin thú vị Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại